đi bao nhẹ nha em, bao nhẹ, bao bóc, bao dọn nha anh trai. Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh phụ tùng gã xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở đây em sẽ tiếp tục lên cái phần kết chiếc xe anh trai ở trên Sài Gòn gửi xuống Đại Tu lại nha anh em. Đó, dàn áo thì nói chung là thì cũng là hàng new mới nha anh em, nhưng mà đát cũ nó dày dữ lắm nha anh em. Nó lên được cái mỏ dè ốp dai đầu đèn rồi ha. Còn mấy này thì mới Cana xong nha anh em. Đó. Này đát cũ nha anh em. Đó, 2015 nè. Đó, đây. Đó. Nên nó rất là dày nha anh em. Rất là dày. Này đát 2011 nè. Đó. Này đát 2017 nè. Đó, nên nó rất là dày ha. Cái này đát 2007 nè. Ha. Còn cái yếm này là yếm mới nha nè. Yếm mới, hay mới bây giờ ha. Làm bóng dáng tem trên luôn nè. Đó. Bao đẹp ha. Đó, bây giờ mời tất cả anh chị em là theo chân em đi gáp cái dàn áo lên nha nè. Cũ cái ốp chai này là chủ xe gắn cái bát của thằng GS ha, nên không có cắt được cái ốp chai ha. Bây giờ lên gắn đúng của bát 110 nha nè, gắn đúng bát 110 ha. Thì mình sẽ cắt cái ốp chai nha nè, cắt chuẩn như zin nha. Đây. Anh em lên bát này là đó, bắt buộc phải nằm vậy nè, anh em phải cắt nha. Ở ngoài ra không cắt không đường nào lắp được hết. Có nhiều cũng có nhiều anh em ha. Mùa nói chung bây giờ là chỉ có hàng tồn nó mới có cái cắt sẵn thôi nha nè, hàng tồn thắng đĩa. Còn bây giờ là đa số là thắng đùm anh em, áo anh em mà mua về là bắt buộc là phải cắt hết ha. Đó, bây giờ em sẽ cắt ha. Nói chung thì xe cũng hoàn thành rồi nè, bây giờ sẽ cắt luôn, cắt trong đêm này cho anh em luôn. Áo này áo mới nha nè, đó này áo mới ha. Cuối cùng thì cũng đã cắt xong nha nè, bao cho anh em là lắp vô là chuẩn zin 100% ha. Ôm khích chịch luôn nha anh em. Đây. Đây cái bát đưa lên đây. Nè nó nghĩ đi. Nè nó ngay lỗ luôn nha anh em. Đó. Nói chung cái này em cắt quen tay rồi, 10 cái không có hư cái nào hết trơn. Wow. Bao cho anh em.
Rồi cuối cùng con cốc cũng về tới tay em nha. Nói chung cốc là cảm ơn anh trai Sài Gòn chia nha. Nói chung giá cả thì quá rẻ anh em ơi. Nè. Cốc này là con cốc phu chờ một nha anh em. Nè. Đát hồi xưa nha. Nói chung con cốc ZX thì nó chỉ có gạch máy dưới thôi, nó cũng xài giống nhau nhưng mà nó phân biệt. Nó gạch máy dưới cái số là con cốc ZX ha. Nè, chim lại bàn nè. Đó, bánh mâm này thì anh em vô con cốc này mới đúng bài nha. Đập cũ nha nè. Rồi cảm ơn anh trai Sài Gòn đã chia ha. Bây giờ là em sẽ vô cái bánh nha nè. Tiến hành bây giờ là cho vô dầu, lấy gió nha nè. Khâu cuối cùng để hoàn thiện một chiếc xe cho em trai Sài Gòn ha. Chung công việc này rất là dễ nè, nói chung cũng không có khó mà cũng không có dễ ha, nó anh em nào biết làm thì cũng biết rồi ha. Tại con heo là heo sơn nên mình phải kỹ nè, một chút dầu thắng vô rồi nó sẽ đi bụi nha anh em. Rồi cuối cùng thì xe của em trai trên Sài Gòn gửi xuống cũng đã xong nha anh em. Bây giờ em sẽ quay từ trên xuống dưới cho anh em xem ha, và biết cái chỗ em mới dọn thành một hoàn phẩm một chiếc xe nó như thế nào ha. Nói chung á là tùy theo cái túi tiền anh em ha. Dọn thì nói chung là không ai giống ai anh em. Người thì thích câm, người thì thích mâm, người thích thắng đĩa, người thích thắng đùm ha. Đó, áo nè anh em đâu, áo này là áo mới new mới nha anh em. Anh em có xem những cái video phần trước thì anh em cũng biết rồi ha. Em sẽ quay từ từ chi tiết ha. Đó, để cho anh em xem để biết là bên em dọn như thế nào ha. Chơi đĩa quan trọng chủ lực là cái dàn đầu này nha nè. Đó, cái dàn đầu này ha. Màu bạc sơn lên cực kỳ đẹp nha nè. Cũng mới test xong ha. Nói chung xe này chạy rất là mạnh nha nè. Rất là mạnh, rất là giọt ha. Nói chung xe quay Thái 110 bây giờ á, những anh em mà mua bán xe á, nói chung từ đó giờ dọn xe chỉ có cái em trai này nè. Dọn xe này bán mà dọn, nói chung dọn cái tâm nha, có cái tâm ha. Nói chung anh em nào mà mua được chiếc xe này, em nói lại là lần thứ ba rồi đó. Anh em nào mà mua được chiếc xe này nói chung là chỉ về đổ xăng chạy, không có like con ốc nào hết chứ. Dọn là chi tiết. Nè anh em coi đĩa nè, đó, đĩa mới luôn nha anh em. Mâm là mâm nai. Mâm nai này nói chung cũng loại hàng khá thôi. Đó. Vỏ thì vỏ theo xe nha nè, hàng tiễn ha. Đó. Cục máy nè, đó. Cục máy lúc chủ xe trước nó có bắn cát rồi nha, nhưng tới em thì em rửa lại sơ lược chút đỉnh thì nói chung thì nó cũng xuống được chút nào ha. Chứ nói chung thì chưa có giống như theo xe dữ lắm nha nè. Thắng rồi, đó, bao cho anh em kêu ha. Em đã chim tắt tần tạc hết rồi ha. Và em sẽ quay từ từ chi tiết cho anh em xem ha. Và một hồi em sẽ báo giá tổng thiệt hại chi phí dọn chiếc xe tại chỗ em nha anh em. Cũng có nhiều anh em nói là dọn mắc dọn rẻ, nói chung là quan trọng cái túi tiền anh em chơi thôi, đừng có chơi mắc rẻ gì trong đây nha anh em. Nó quay Thái 110 bây giờ anh em cầm ví dụ là 20 triệu vẫn dọn được bình thường, mà 30 triệu vẫn dọn được bình thường, 40, 50, 60, 80 cho tới 100, cho tới 150 vẫn dọn được bình thường. Đó, nhưng quan trọng là cái đồ đạc trên xe anh em nó có chắc hay là không ha. Còn chê mắc rẻ thì nói chung thì chỉ có anh em đam mê mới biết thôi nha em. Đó, sẵn trong cái là clip phần cuối này đó, anh trai ở Cà Mau đó, bữa cũng cho lính lên đây gửi chiếc xe ha, cho em coi và em xem báo giá cụ thể. Nói chung chiếc xe đó xe 99 nha nè. Nghe nói đồ biển số đẹp thì nghe nói thôi, em cũng không biết nữa.
nhưng mà em coi chi phí này nọ các kiểu em mới cộng có 19.800.000 à. 19.800.000 đâu đó là nghe xì xào với lính xong rồi đem xe về luôn. Đó. Nói chung thì mình cũng không biết cách dọn của anh em sao ha, chứ nói chung thì dọn quay Thái cho 10 giá 19 triệu mấy, nói chung rất là rẻ. Đó, trong đó đồ mới rất là nhiều ha. Dọn quay Thái 110 bây giờ chủ lực cái dàn chân nha anh em, chủ lực cái dàn chân. Đó, quà cục máy cho nó đẹp, nó đẹp, nó whip ha. Đồ zin thì mình tiễn những cái món mà theo xe quay Thái 110 á. Đó, những anh em gã anh em mua lại ha thì nó sẽ êm ái hơn. Còn cái đồ mới nha, không phải là mình chê đồ mới, chê đồ tồn. Đó, đồ mới thì cái độ thép thì nó không bằng, còn cái đồ tồn thì nó quá cao nha anh em. Đó, những anh em mà túi tiền không tới thì anh em với không có tới ha. Thì nói chung thì em dọn xe thì những anh em nào mà dọn rồi cũng biết ha, còn những anh em nào mà chưa dọn ha, xem cái phần kết này á thì anh em mới biết cái tổng giá trị cái xe ha. Đó, anh em xem cái phần đầu em nhận xe làm sao ha, thì anh em xem phần kết này em sẽ quay từ từ chi tiết để hoàn thiện một chiếc xe nó như thế nào nha, và chi phí bao nhiêu ha. Nói chung á, có nhiều anh em alo em, nói chung là không phải một hai người, có rất là nhiều người hỏi dọn xe bao nhiêu tiền, đó, sơn dàn chân bao nhiêu và sơn dàn áo bao nhiêu. Nói chung cái đó em thông cảm, anh em thông cảm giúp em nha. Chưa có thấy được cái dàn áo anh em, chưa có tháo có hết, còn nói chung nhìn về mình đâu có biết bát bọng ở trong, còn sơn bọng này nữa, nhầm khí gấp anh em một này nọ nữa, anh em cũng phải thông cảm cho em. Nói chung dọn chi tiết tới một thành phẩm như chiếc xe như thế này đó, những anh em nào thợ dọn xe cũng biết rồi, nói chung là cực kỳ là khó khăn gian nan anh em. Đó, ăn đồng tiền không phải là dễ đâu. Nói chung mà làm dâu chăm họ. Đồ quay Thái 110 bây giờ nó là nó vô giá nha nè. Đó. Cũng như nói với anh em nè, đó combo bản liền như vậy nè. Đó. Anh em bây giờ mua đồ cũ nó mắc hơn đồ mới nữa. Nhằm khi anh em mua đồ mới nó không có miếng thép này đâu nha. Bảo đảm với anh em 100% nhà sản xuất nó nghỉ bỏ sản xuất cái miếng thép này rồi. Anh em chơi quay Thái 110 mà không có miếng thép này á, nói chung là thua nha anh em. Còn miếng thép này á, hồi xưa á, phu một nó bán nó rất là mỏng nha, không bằng đầu xe. Nếu chỉ có 70-80 ngàn, bây giờ nó bỏ mẫu luôn mới ghê chứ. Quay cho anh em xem ha. Xe nè anh em thấy không? Đó. Em cũng mới test về nha. Đó, thì anh em xem cái phần đầu clip giới thiệu đó, thì anh em cũng biết rồi. Đó, xe nói chung là rất là mạnh, rất là giọt nha. Những anh em nào mà mua được cái xe này về là chỉ đổ xăng thôi nha. Không, ngoài ra không cần làm gì hết. Đó. Anh em cũng có nhiều anh em nói là sao mà chiếc xe này không đi câm. Nói chung á, những anh em đó là sở thích là đi câm, còn những anh em mà để dọn xe bán là cũng như sở thích là đi mâm. Đó. Nói chung là chín người 10 ý. Đặt như tình huống anh em đang dọn xe vậy đi. Đó. Anh em đi mâm vậy đi, đó, rồi người ta đánh giá chê này nọ, rồi anh em có buồn không? Đó. Đương nhiên là phải buồn rồi, nó không quan trọng. Người ta nói gì mặc kệ người ta. Đó. Quan trọng là cái tiền của anh em bỏ ra chơi, bỏ ra dọn ha. Nói chung mà những anh em mà soi mối này nọ nó kia, nói chung bỏ ra đồng tiền để dọn chiếc xe đi rồi mới biết nha anh em. Đó. Còn đồ mới quay Thái 110 bây giờ nói chung á, anh em bán rất là nhiều chứ không phải là riêng mình em. Đó. Đồ mới em bây giờ anh bán nói chung cái cỡ chừng 20% đồ mới thôi. Dàn áo là em không bán nè, chó nha anh, nói chung dàn áo với phần máy là em không bao giờ bán. Không phải là không nhập về, nói chung là đồ nó đâu có ngon mà cái đồ theo xe nè. Đó. Thì nói chung mà em nói lên đây không phải là để dạy đời anh em, nhưng mà em để chia sẻ thôi. Đó.
mình sống nói chung là sống mai chết mai mà. Mình có điều kiện tới đâu thì mình chơi tới đó thôi. Đó, nếu chung mà cờ clip này á, mà em có nói sai gì á, mong anh em thông cảm nha. Thì em có sao thì em chia sẻ về nha. Nói chung anh em có điều kiện, anh em sẽ chơi đồ theo xe giúp em nha. Và tuyển chọn những anh em nào mà bán gã xe rồi đó, anh em mua gì anh em gáp lên thành một xe thì nó sẽ êm ái hơn nha anh em. Đó. Đây em sẽ giờ quay một lần cuối cùng nha, sơ lược chi tiết từ từ cho anh em xem. Đó, quay ở trong luôn cho anh em xem luôn ha. Đó. Đó, cái nắp xăng này thì anh em trai về đổi cho cái nắp xăng mới nha, cho nó tiệp nha. Máy là bao y máy nha nè. Đó, máy nó đang chạy đó. Đó, dọn xe là phải nói chung phải dọn đúng những cái tem ha, giống như nhà sản xuất cho anh em. Nó cũng có nhiều khách hỏi ủa sao tem ở đây á, trên đây là màu đen nha anh em. Màu đen là của 125 nha anh em. Đó, những tem đó là em không chơi nha anh em. Đó. Đây em cũng có chim thung hết trơn rồi nè, chống ghè cho anh em. Nói chung xe này chạy ít có bị ghè dàn áo lắm nha anh em. Đó. Thì còn kiến bọng thì anh cha em trai gì em tự xử ha. Đó. Đó. Anh thấy đi, hóc gam nè, em thấy không? Này dấu mực để em chấm nè. Đó, chấm cái nước sơn vàng ở đây á, là những con ốc đều ở trên xe này nè. Đó, em xiết tới đâu á, nếu cương cứng á, là em quạch liền, để thôi quên nha anh em. Đó, làm một chút chứ quên là 100% chứ không phải là không quên nha anh em. Đó, nói chung là phải kỹ cho anh em ha. Đó, vì anh em là chỉ chạy thôi. Đó nè, thun nè, em thấy không? Đó. Đó, cũng như cái học đồ này nè, đó, báo cho anh em là học đồ mới nha. Học đồ mới, đó, anh em lắp vô là bảo đảm với anh em là 10 cái đủ 10 cái đều sụp xịt như vậy. Nhưng đặc biệt ở đây em có chim thun hết trơn rồi nha. Đó, chim thun hết trơn, bao cho anh em sụp xịt ha. Đó. Đó, em xin báo giá chiếc xe này luôn nha anh em. Đó, chiếc xe này dọn tại chỗ em nha anh em. Giá chỉ có 7.130.000 thôi nha. Đó, 7.130.000. Đó, những anh em xem phần 1, phần 2, phần 3, đây là phần kết cho anh em. Còn tiền công chiếc xe này nói chung á, là chỉ có anh em qua lợi ní ná với nhau ha. Giá tiền công của chiếc xe này là em thông cảm, em không báo ở đây ha. Nó rất là rẻ nha anh em, rất là rẻ. Còn cái tiền mà sơn á, sơn dần chân á, nói chung á, thì em không có biết bên thợ sơn đó. Nó báo bao nhiêu tùy theo chiếc nữa nha anh em. Đó, chứ không phải là chiếc nào cũng giống như chiếc nào. Còn em đúng là thợ sơn thì em sẽ báo chính xác cho anh em. Còn em không phải thợ sơn nha anh em. Đó, xin nhắc lại luôn nha. Còn những anh em nào mà muốn mà dọn xe quay thái 110 á, thì anh em hãy xem từ phần 1, phần 2, phần 3 và phần kết đi ha. Tham khảo cho kỹ đi. Rồi ha, ha alo em nha. Đó. Mong anh em đừng có hỏi mà giá dọn xe bao nhiêu, giá dọn dàn chân sơn bao nhiêu này nọ. Đó anh em thông cảm đi. Đó, không ai mà thợ nào mà báo giá chính xác cho anh em đâu. Đó. Khách nó đem tới nhà để còn em còn báo đây, khách nó còn chạy đây mà. Clip dọn xe của em trai Sài Gòn tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và em mến kênh Phục Tùng của em, hãy ủng hộ một cái like, một cái đăng ký nha em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dọn cái thải 110 ha.
Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé.